Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang vừa bàn giao Nguyễn Ngọc Hà, 45 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả của đại gia miền Tây Trịnh Sướng. Hà bị công an huyện Gò Quao bắt giữ theo lệnh truy nã khi đang trốn tại nhà của người quen ở xã Vĩnh Phước B. Hà được xác định là người làm thuê nhưng có liên quan đến vụ sản xuất mua bán xăng giả do Trịnh Sướng, Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quang và Nguyễn Thị Thu Hòa cầm đầu. Trong lúc cơ quan công an đang tiến hành bắt giữ Nguyễn Ngọc Quang thì Hà đã nhanh chân bỏ trốn. Hà còn được cho là do Quang chỉ đạo mua dung môi và trực tiếp quản lý việc pha trộn thành xăng giả ở các kho tại thành phố Hồ Chí Minh và Long An, sau đó bán lại cho các xe bồn. Theo điều tra của ban chuyên án, các bị can sản xuất tổng cộng hơn 400 triệu lít xăng giả để bán ra thị trường, thu lợi bất chính hàng chục ngàn tỷ đồng. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 30 bị can, trong đó 29 người phạm tội sản xuất và buôn bán hàng giả và 1 người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.